Sáng nay 21 tháng 8, đại diện chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng chống dịch Covid-19 ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện trường hợp tài xế ô tô chở người từ vùng dịch. Cụ thể, khi tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một người Trung Quốc trốn trong cốp xe ô tô. Tài xế khai nhận chở người này từ Đồng Nai ra Bắc Ninh với giá 5 triệu đồng. Cụ thể vào khoảng 20 giờ đêm ngày hôm qua 20 tháng 8, tổ công tác phát hiện đi ra Bắc có biểu hiện đáng nghi nên yêu cầu dừng kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có một người đàn ông đang nằm ở trong cốp xe nên đã yêu cầu người này ra ngoài. Người đàn ông này không mang theo giấy tờ tùy thân. Tài xế là anh Nguyễn Bá Thuật, 27 tuổi, trú tại xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Người đàn ông trong cốp xe có quốc tịch Trung Quốc, 33 tuổi. Thuật được một người thuê từ Đồng Nai trở ra Bắc Ninh với giá 5 triệu đồng. Khi nào chở người đàn ông ra tới nơi thì mới nhận tiền công. Để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, Thuật đã cho người này trốn trong cốp xe. Tổ chức chốt đã lập biên bản sự việc và đưa cả ba người vào khu cách ly tập trung. Với hành vi trên, tài xế sẽ bị xử phạt hành chính về lỗi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.